Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay lên sóng giao lưu anh em một coi dúi tầm trung dáng bay. Cây khá đẹp nha anh em. Đo quanh góc cho anh em xem. Một coi dúi tầm trung dáng bay nha anh em. Có hoành góc 60 nha anh em nha. Có hoành góc nó là 60 nha anh em. Bay 130. Tàn rộng bay của nó là 130 nha anh em. Tàn rộng. Cao 1m7. Rất là hay nha anh em, coi dúi phồm tàn bay thiêu nhiên nè, phồm tàn bay thiêu nhiên luồn lách khá đẹp nha. Rồi qua đây giùm anh, cây đế đá nha, đế đứng bài bản nha anh em, đế đứng bài bản nha. Rất là hay nha anh em. Rồi anh em nào hợp thì giao lưu nha anh em nha. Một tác phẩm dúi phồm bay thiên nhiên nè. Rồi chào tất cả anh em.